Chúa ở cùng anh chị em và cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy lúc Chúa Giêsu trừ quỷ thì có mấy người trong dân chúng nói rằng: ông ta nhờ tướng quỷ Beelzebub mà trừ quỷ. Mấy kẻ khác muốn thử người nên xin người một dấu lạ từ trời xuống. Nhưng người biết ý của họ liền phán: nước nào tự chia rẽ sẽ diệt vong, và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau. Vậy nếu Satan cũng tự chia rẽ thì nước nó làm sao đứng vững được? Bởi các ngươi bảo ta nhờ Beelzebub mà trừ quỷ. Vậy nếu ta nhờ Beelzebub mà trừ quỷ thì con cái các ngươi nhờ ai mà trừ? Bởi đó chính con cái các ngươi sẽ xét xử các ngươi. Nhưng nếu ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi. Khi có người khỏe mạnh và võ trang đầy đủ canh giữ nhà mình thì của cải người đó được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh hơn xông đến đánh bại hắn thì sẽ tước hết khí giới hắn tin tưởng và làm tiêu tán hết những gì đã tước đoạt. Ai không thuận với ta là nghịch cùng ta, và ai không thu góp với ta là phân tán. Khi thần ô uế ra khỏi người nào thì nó đi dông dài những nơi khô ráo tìm chỗ nghỉ ngơi, nhưng không tìm được nên nó nói rằng: ta sẽ trở lại nhà ta, nơi ta đã ra đi. Khi đến nơi, nó thấy nhà đó đã được quét sạch và sắp đặt ngăn nắp. Bấy giờ nó đi rủ bảy tà thần khác hung ác hơn nó, chúng vào cư ngụ ở đó, và tình trạng sau cùng của người ấy trở nên tệ hại hơn trước. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta vừa nghe phúc âm của Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương thứ 11 từ câu 15 đến câu 26. Nếu lấy thêm một câu nữa ở phía trước, tức là câu số 14, có lẽ chúng ta sẽ dễ dàng hình dung khung cảnh và nội dung của bài phúc âm này. Thánh Luca ghi lại thái độ của đám đông dân chúng khi chứng kiến việc Chúa Giêsu chữa lành cho một người bị quỷ ám. Ta có thể phân chia đám đông này ra thành ba nhóm. Nhóm thứ nhất là những người tin tưởng tuyệt đối, được thể hiện qua thái độ thán phục và ngưỡng mộ. Nhóm thứ hai là gồm những người còn hoài nghi một chút, cho nên xin Chúa Giêsu một dấu lạ từ trời xuống để mà chứng minh. Và nhóm thứ ba là những người thẳng thừng chối bỏ, cho nên giải thích sự kiện này bằng một lý do khác. Họ nói rằng ông ta đã nhờ tướng quỷ Beelzebub mà trừ quỷ. Nói khác đi là những người thuộc nhóm thứ ba này không muốn nhìn nhận sự thật trước mặt họ và đưa ra một lời giải thích đầy ác ý rằng khi chữa lành cho một người bị quỷ ám kia, ông Giêsu đã dùng chính sức mạnh của một tướng quỷ để xua trừ, để bắt nạt lũ quỷ con. Và khi nói như thế, nhóm người thứ ba này
cũng thầm mong người khác hiểu rằng ông Giê-xu mà mọi người đang thần tượng, đang ngưỡng mộ, đang tôn vinh đây chính là một tướng quỷ không hơn không kém. Thưa quý ông bà anh chị em, từ câu chuyện này con muốn chia sẻ hai điều, và coi hai điều này như là một lời nhắc nhở cho chính mình trong cuộc sống hàng ngày. Điều thứ nhất là phải công bằng và tích cực khi tiếp cận một vấn đề hay một sự việc nào đó. Sự kiện Chúa Giê-xu chữa lành cho một người bị quỷ ám là sự thật, là công khai trước mặt mọi người, và cái hiệu quả của nó mang lại quả thật là tốt đẹp. Và nếu nhìn xa hơn nữa thì cái dư âm của nó còn lại cho sau này con nghĩ cũng sẽ là rất tích cực. Đáng lẽ ra điều này, sự kiện này phải được nhìn nhận, phải được tôn vinh như thể là một cách thức để mà rao truyền tình thương Chúa cho người khác. Hay ít nữa là sự kiện này nó phải được nhìn nhận như là một việc làm tốt đẹp, mang lại những thiện ích cho người khác. Thì ở đây lại xuất hiện một cung cách ứng xử không những là đáng buồn mà còn dẫn đến nhiều cái hậu quả tiêu cực nữa. Cụ thể là Thánh Luca thuật lại có một nhóm người đã không những là phủ nhận quyền năng Thiên Chúa được thể hiện qua phép lạ này, mà còn lên tiếng phê bình, nhận định, giải thích một cách tiêu cực, muốn dẫn dắt dư luận sang một hướng khác, hoàn toàn xa rời và đối lập với sự kiện thực tế trước mắt họ đây. Cuộc sống hằng ngày của chúng ta luôn tồn tại những cái mà chúng ta gọi chung nó là sự dữ. Hôm nay chỗ này, ngày mai chỗ kia, nhiều sự kiện xảy ra trong ngỡ ngàng, trong tiếc nuối và thậm chí là trong sợ hãi nữa. Thế nhưng trong cuộc sống này cũng đâu đó xuất hiện những con người thật tốt bụng, những việc làm đầy tính nhân văn, mang đến niềm vui và an ủi rất nhiều cho những người bất hạnh, những người kém may mắn. Già rồi chúng ta cũng nhìn thấy rằng những con người tốt bụng ấy, những việc làm nhân văn ấy lại bị mang ra mổ xẻ, nhận định, phê bình, thậm chí là áp đặt nhận thức cộng đồng ở nhiều góc độ tiêu cực khác nhau. Có lẽ vì thế mà cuộc sống con người trong xã hội hôm nay càng ngày càng trở nên cô quạnh, càng ngày càng trở nên xa lánh, lạnh lẽo hơn, ít quan tâm giúp đỡ người khác hơn. Thấy người hoạn nạn không dám dừng lại để giúp đỡ vì sợ liên lụy, vì sợ du oan, vì sợ giả lây. Thấy người khó khăn đôi khi chẳng dám chia sẻ bởi vì sợ phê bình, sợ chỉ trích. Chúng ta hãy nhìn nhận những sự kiện trong cuộc sống một cách công bằng và hướng thiện. Con tin rằng cuộc sống sẽ mang lại niềm vui và hạnh phúc hơn cho chúng ta. Điều số 2 là đời sống Kitô hữu của chúng ta là một cuộc chiến lâu dài giữa thiện và ác.
Sau khi Chúa Giêsu chữa lành cho một người bị quỷ ám xong rồi, có lẽ Chúa Giêsu muốn nói thêm với các anh em môn đệ của mình về sự tồn tại lâu dài của ma quỷ. Lời khuyến cáo của người ở gần cuối bài phúc âm như là một lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta trong đời sống đức tin, trong đời sống đạo của mình. Qua các bí tích nói theo cách mô tả của bài phúc âm mà chúng ta vừa nghe hôm nay, chúng ta được Chúa chữa lành một cách tuyệt đối. Thế nhưng chúng ta sẽ không dễ dàng gì để giữ mãi được tình trạng đã được chữa lành như thế. Bởi vì một lý do, chúng ta là con người, chúng ta có những khuyết điểm, chúng ta là con người, chúng ta có những lỗi lầm, chúng ta là con người, chúng ta có những yếu đuối trong một cái mức độ nào đó, luôn luôn tồn tại như thế. Mỗi một lần đến với bí tích giải tội là một lần chúng ta được chữa lành, và cũng là một lần nhắc nhở chúng ta về sự thất bại của mình trước những sức mạnh ấy, trước sức mạnh của sự dữ. Thánh Phêrô đã không ngần ngại dùng những từ ngữ thật mạnh mẽ, và con có thể nói là thật ghê sợ nữa, để khuyên nhủ mọi người phải luôn cảnh giác trước sức mạnh của sự dữ. Ngài nói rằng: anh em hãy tỉnh thức, vì ma quỷ như sư tử gầm thét rảo quanh tìm mồi cắn xé. Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự. Thưa anh chị em, đời sống Kitô hữu của chúng ta qua những chọn lựa hàng ngày chính là một cuộc chiến, chính là một cuộc chiến cả đời giữa cái thiện và cái ác, mà phần thưởng cuối cùng là nước trời, chỉ dành và chỉ dành cho những ai chiến thắng tuyệt đối mà thôi. Xin ơn Chúa đồng hành với chúng ta trong cuộc chiến đấu thiêng liêng và lâu dài này.